Trung tâm đèn sân khấu Việt xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay Chiến sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái mẫu đèn laser 3 cửa 3 màu RGB. Trên màn hình của quý vị và các bạn là dòng đèn laser quét màn quét tia 3 cửa 3 màu RGB. Đây quý vị nhé, đây là chiếc đèn laser 3 cửa 3 màu RGB của thương hiệu Trung tâm đèn sân khấu Việt của mình. Đèn, đây chú ý đây là dòng đèn laser quét màn quét tia chứ không phải là dòng đèn chiếu hình quý vị nhé. Với cái dòng đèn laser quét màn này thì chỉ phù hợp cho không gian nào thích bay thôi, nhảy nhót thôi. Đấy, không gian phù hợp cho không gian phòng hát karaoke, phòng bay và các đơn vị tổ chức đám cưới, người ta cho thuê riêng gói ánh sáng thì mới có đèn laser này. Và cái điều đặc biệt là khi sử dụng cái đèn laser 3 cửa 3 màu RGB quét màn quét tia này thì yêu cầu là phải có khói thì nó mới có hiệu quả quý vị nhé. Còn nếu không có khói thì cái hiệu quả ánh sáng của nó sẽ thấp. Đèn có 3 chế độ chạy: chạy tự động, chạy theo nhạc và chạy qua hệ thống bàn điều khiển DMX. Thì để cài chế độ chạy cho đèn thì chúng ta thông qua mấy cái nút switch ở đây. Đây, trên đây. Để chạy tự động thì tất cả các cái nút từ 1 đến 10 để ở chế độ up quý vị nhé. Còn để chạy theo nhạc thì cái nút số 9 này lên. Cái nút số 9 này lên. Và từ 1 đến 10 là xuống 0. Mỗi nút số 9 là lên thôi để chế độ theo nhạc. Tiếp đến là Chiến sẽ quét quay test cho quý vị các bạn xem hai chế độ, một là chế độ chạy tự động, hai là chế độ chạy theo nhạc để quý vị xem tham khảo. Đây quý vị nhé, Chiến đang quay đèn laser 3 cửa 3 màu RGB. Đây là đèn đang để chế độ chạy tự động cho quý vị và các bạn xem. Riêng đối với cái dòng đèn laser quét màn 3 cửa 3 màu RGB này thì để đèn đạt được hiệu quả như video quý vị đang xem là phải có một cái màn khói mỏng từ máy phun khói sân khấu quý vị nhé. Còn nếu không có khói thì để trời nó tối tối thì mới có hiệu quả. Vì đây là đèn laser quét màn mà. Quét màn quét tia, còn cái hình của nó ra thì nó chỉ là mấy cái tia nhằng nhằng thôi. Tí nữa Chiến sẽ quay các cái hình của nó ra cho quý vị và các bạn xem. Nếu chúng ta lắp cho phòng karaoke, phòng bay ý, thì nên lắp các cái dòng đèn laser quét màn, quét tia như thế này để tạo cho không gian nó sôi động cho thanh niên ra rất thích cái loại đèn như này. Với cái dòng đèn laser 3 cửa 3 màu RGB này thì rất phù hợp cho không gian phòng hát karaoke, phòng bay, bar mini và các cái đơn vị tổ chức sự kiện đám cưới mà cho thuê riêng gói ánh sáng. Đèn phải kết hợp với khói, đèn laser là phải kết hợp với khói thì nó mới có hiệu quả quý vị nhé. Nó nhìn rất là ảo luôn, nhìn thấy các cái màn quét rất là ảo luôn. Đây là đèn mình đang để chế độ chạy tự động quý vị nhé. Và tiếp đến là Chiến sẽ test đèn chạy theo chế độ theo nhạc cho quý vị và các bạn xem. Đây đèn đang chạy chế độ theo nhạc quý vị nhé. Không có nhạc là nó sẽ tắt, còn có nhạc là nó sẽ chạy. Nhìn quét rất ảo luôn quý vị nhá. Và cái dòng đèn laser 3 cửa 3 màu này bên Chiến đang có chương trình khuyến mại đấy. Chạy theo nhạc đẹp hơn chạy tự động. Thank you.
Đây là hình của cái đèn Nage 3 cửa 3 màu quét tia quét màn quý vị nhá. Đấy, hình điểm cuối của nó chỉ như này thôi, chứ nó không phải là dòng đèn Nage chiếu hình đâu. Chủ yếu cái đèn này chúng ta nhìn vào màn quét của nó thôi.